Mình là công chúa Elsa, mình là công chúa Elsa. Let it go, let it go. Ô, cái thằng Tuấn nay đi đâu mà mất tăm mất tích thế nhỉ? Mấy hôm trước, em thấy anh Tuấn bảo là chuẩn bị đi du lịch. Hay là đang chuẩn bị đồ đi nhỉ? Ô, du lịch à? Go, go. Anh Hiếu ơi, anh chiêu chó nhiều quá khác, biết cả ngôn ngữ của nó luôn. Im, để tao gọi nó chứ không biết bao giờ cho nó ra. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tiện chứ cái đứa nào, hả? Thả chó lung tung, kẹp vào cổng nhà ông đi, hả? Anh Tuấn, mặc gì vậy? Tao... Tuấn trông thế mà đánh đá phết nhở, mắng chó chửi mèo, y hệt như mấy bà bán cáo ở chợ ấy. Mà sao hồi nãy anh Tuấn trổ bóng càng ngày càng mạnh, tiếng chửi ít con gái luôn. Khổ, mắng chó mà em cứ tưởng là mắng anh Hiếu. Ôi tiên sư mày, tao từ nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi nhá. Nhưng mà em cũng phải công nhận anh Hiếu giả tiếng chó giỏi thật đấy, hằng fake mà nghe y như hằng view ấy. Tiên sư chúng mày thôi nghe kiểu vừa đấm vừa xoa nhá, tao móc mắt để nấu cháo. Đâu, bọn em làm gì dám thế. Động vào chó dại đâu, phập cho cái thì thôi, vắng luôn. Này, chúng mày đến làm gì ở cổng nhà người ta? Chuông thì không thèm bấm hả? Thế bọn em mà bấm chuông thì làm sao nhìn thấy cái dáng vẻ hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh của anh? Nơm ạ, chúng mày chỉ được cái rình mò người khác là giỏi thôi. Mà anh Tuấn ơi, em nghe nói là anh sắp đi ngoài ra nước. Đi ra nước ngoài. Đi ra nước ngoài. Mà anh Tuấn ơi, anh đi nước nào ấy? Thì mang tiếng là đi nước ngoài, thế nhưng mà anh cũng đi gần thôi, tận hưởng sương sương thôi mà. Gần là nước nào ấy Tuấn? Thì đi Thái Lan. Thái Lan à? Này, sao bao nhiêu nước nó không đi, nhất định cứ phải là Thái Lan nhỉ? Lẽ nào Tuấn đi sang Thái Lan để chuyện gì? Chuyện gì này, chúng mày đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Có gì đâu. Không, mà anh Tuấn ơi, thế anh chuẩn bị đi Thái Lan rồi thì anh đã tìm hiểu về nước đấy chưa? Ôi giời ơi, tưởng gì, anh đã tìm hiểu hết rồi, nhất là ẩm thực ấy, bên đấy nhiều món ngon lắm. Đúng rồi, trà sữa Thái nhá, lẩu Thái ngon mất người còn gì. Không chỉ hai món đấy đâu, mà còn hàng tá những món khác ngon nữa cơ. Thật à? Thế món nào ngon nhất anh? Món ngon nhất á, thì anh không biết, bởi vì là tùy khẩu vị mỗi người. Thế nhưng mà cái món mà anh thấy xuất sắc ấy là cái món bạt Thái. Bạt Thái á? Trông ngơ ngơ thế này thì là không biết rồi đúng không? Hiếu, tao có công thức, thế nhưng mà tao không biết nấu. Mày nấu nhá. Chơi luôn. Thế nhưng mà này, lần đầu tao nấu tao không biết gì thì phải bảo tao. Mà tao nấu mà chưa được chuẩn thì đừng có mà cá chê nhá. Mày yên tâm đi, có hai chuyên gia Nhung với Thảo vét nổi ở đây rồi á. Loanh quanh còn thủng cả nổi chứ. Anh Tuấn á. Đi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bếp của Hiếu Hoàn Hảo. Ngày hôm nay thì Tim Gãy sẽ thử nấu một món ăn của Thái Lan. Đó là món bạt Thái. Tất cả các nguyên liệu và công thức được tài trợ bởi nhà tài trợ Tuấn Tỷ Tỷ đẹp trai. Tuấn Tỷ Tỷ xinh gái. Tất cả các bạn cho Tuấn Tỷ Tỷ một tràng pháo tay nào. Được rồi. Các bạn ơi, để làm được món bạt Thái này thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Bánh phở này, tôm nõn và ức gà đã sơ chế, giá đỗ, tỏi băm, ớt bột, lạc rang, nước dùng gà, trứng, đậu, hành lá, chanh, lá hẹ và các nguyên liệu nêm nếm sẽ có như là tương ớt này, hạt tiêu này, nước me này, dầu ăn này, nước mắm này và nước tương. Chu choa mà ơi, cái món này trông thế mà nhiều nguyên liệu ra phết nhỉ? Hay cách làm nhà mày nói luôn đi để tao nấu. Đầu tiên ý, mình phải làm nước sốt trước. Nước sốt này là linh hồn của món ăn, quyết định xem hương vị của bạt Thái có chuẩn hay không đấy. Cứ nói tiếp đi, đừng sợ, vẫn đang nghe đây. Phần nước sốt ấy, chúng ta sẽ pha với 2 thìa nước tương, 2 thìa nước mắm,
hai thìa tương ớt với cả hai thìa cốt me, nửa thìa ớt bột, nửa thìa hạt tiêu. Đấy, làm sao cho gia vị nó tan ra và hòa quyện lại với nhau. Rồi, có, xong ngay đây. Làm luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục xào bạt thái nhé. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ phải đổ tỏi vào phi thơm. Sau đó thì sẽ đổ ức gà và tôm lõn vào, đảo cho săn lại là được. Thơm quá, nhìn hấp dẫn thật đấy. Em sợ là chúng mình chuẩn bị hơi ít nguyên liệu. Này, em bé nhất có gì anh chị nhường em nhá. Mày cái gì mày nói được. Bảo nhường ăn cho lắm vào. Xong rồi à, ăn lắm quá béo lại đổ cho các anh chị là tại các anh chị mà em béo. Rồi thôi được rồi, đảo tiếp đi không cháy bây giờ đấy. Rồi, xong rồi đấy, thế bây giờ làm nào đây? Được à, thế bây giờ mày cho sợi bánh phở này với cả đậu phụ đảo thật đều cho vào. Sau khi mà nguyên liệu nó săn lại ấy, thì mày đập ngay ba quả trứng gà vào, xong rồi đảo thật đều tay. Ok. Ở Việt Nam, tớ chỉ thấy mọi người rang cơm với trứng thôi. Không ngờ là phở xào đập thêm quả trứng, nhìn cũng bắt mắt thật đấy. Chuyện bây giờ ấy, mình sẽ đổ cái nước sốt này vào và đảo nhanh tay. Rồi, tao thấy được rồi đấy. Bây giờ mày đổ cái phần nước dùng gà này vào. Đấy, đảo đến khi nào cạn là được. Anh Tuấn ơi, cái hành với hẹ với giá đỗ thì sao? Ôi trời chết rồi, quên mất đấy. Hiếu ơi, mày cho hành này giá đỗ với hẹ vào đảo đi. Xong rồi nhớ là phải tắt bếp luôn cho nó giòn. Wow, ngon nha. Giờ thì xin mời 500 anh em thưởng thức món pad thái với tim gãy nha. Ui. Là phở xào nhưng mà lại chua chua ngọt ngọt, ngon quá anh chị ạ. Thiếu, còn cả vị cay nữa. Cái món này á, đưa miệng thật đấy. Tớ hay xem tivi, người ta review món Thái á, thiên về chua cay mặn ngọt mà. À, cái món này lần đầu tao nấu mà thành công phết nha. Thật của nó quá ngon đấy, ăn lên đi. Răng nóng. Ôi trời mọi người ơi, no quá, ăn bạt thái ngon thật đấy, em ăn quá nhiều luôn. Nếu mà có nhiều thêm nữa nhá, em ăn khéo phải bội thực luôn mất. Này, các cụ bảo rồi, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Còn cái ngữ mày ấy, chỉ để ý, chỉ trông xem con tôm mà ngon mày ngon, mày gấp gấp nấy gấp đẻ nhá. Anh Hiếu ơi, chính ra cái khoản nhanh tay nhanh mắt đấy là em giống anh nhất đấy. Thảo đây đúng đấy, về khoản ăn uống, anh em Hiếu Thảo mà nhanh tay nhanh mắt số 2 thì không ai số 1 luôn. Cảm ơn mày đã khen đẻo. Thì khen đẻo vẫn có chữ khen đấy anh Hiếu. Tao phải công nhận nhá, hôm nay thằng Hiếu nấu cái món bạt thái ngon thật ấy. Thế này mà tao được sang Thái ăn món Thái do chính tay người Thái nấu thì không biết nó còn xuất sắc đến như nào nữa. Ôi dồi ôi. Thế này tao chọn đi Thái là chuẩn rồi. Nên ẩm thực cái xuất sắc thế cơ mà. Tuấn tỷ tỷ ơi, cái món ngon thì ở đâu mà chẳng có, nhưng tại sao cứ nhất định là phải đi Thái Lan? À thì vừa rồi ấy, tao được giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh. Thế nên là bố mẹ tao thưởng cho tao chuyến đi du lịch. Mà có khi ấy, tao phải về trước đây chúng mày ạ. Tuấn ơi, vừa mới ăn xong, cậu phải vận động cho nó tiêu bớt thức ăn đi chứ. Cậu về luôn nhá, đầy bụng cấm kêu. Đúng rồi, mà tao thấy nhá, cây ổi nhà chú Tuân đợt này có vẻ nhớ bọn mình phết rồi đấy. Cảnh xa chiếu quả luôn. Thế à?
Ôi mà không được đâu, khả năng tao phải về để chuẩn bị đồ đạc mai còn bay sớm đấy. Bye bye. Đấy, chúng mày thấy không? Nếu đi du lịch bình thường làm sao mà phải sốt sáng đấy kia. Bình thường nó đi du lịch suốt ngày chứ nó có đi ít đâu, đúng không? Chắc chắn nó phải có nguyên do khác. Anh Hiếu ơi, anh có phải họ Tào đâu mà anh đang nghi thế? Có khi Tuấn chỉ đi du lịch bình thường thôi. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thế bây giờ tao hỏi chúng mày nhá. Nếu đi du lịch bình thường, tại sao sáng nay mình sang nhà nó, nó lại ăn mặc rồi là tóc tai như thế hả? Thì từ trước đến giờ Tuấn vẫn điệu chảy nước ra mà. Điều đấy ai mà không biết. Quá bình thường còn gì. Nhìn thì bình thường, nhưng hậu quả khó lường đấy. Nó đã chuẩn bị váy áo tóc tai như thế là nó đã quyết tâm đặt chân sang nước Thái Lan một phát nha. Là chuyển đổi xe vở luôn. Quang. Mọi người ơi, em nghe nói là muốn chuyển đổi server ấy là phải cắt răng đi đấy. Chắc là đau lắm nhỉ? Tao đã cắt bao giờ đâu mà mày hỏi tao. Làm sao mà biết đau hay không được. Ui. Mà không cần phải đoán đâu. Chỉ cần nghe đến cái chữ cắt thôi là biết đau lắm rồi. Thế nhỡ cắt xong mà không cầm được máu thì sao mọi người? Thế đi luôn à? Em xem phim kiếm hiệp nhiều nhá. Người ta cắt xong á, 10 phần á thì 9 phần đi theo các cụ rồi. Phùi cái mồm mày vớ vẩn. Nhưng mà em cũng thấy lo cho anh Tuấn quá. Nhớ mà anh Tuấn bị sao á thì lấy ai bảo vệ cho mình lúc mà mình bị vào sổ sao đỏ. Mọi người ơi, hay là nghĩ cách gì giúp anh Tuấn để anh Tuấn không đi đi. Nhưng mà mai Tuấn bay rồi, sao mình cản được? Anh Hiếu, nghĩ cách đi. Tao có cách rồi. À, bà anh Tuấn ơi, anh chuẩn bị hành lý xong hết chưa? Yên tâm, tao đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Ngày mai ấy, tao chỉ việc xách mông và bay sang Thái Lan thôi. Ủa giời ơi, tầm này mà mày vẫn còn tâm trạng để gọi là chơi bời du hí được à? Sao đây? Chúng mày chưa biết gì à? Ngay đầu làng mình vừa xảy ra một vụ án vô cùng cảm khốc. Anh Hiếu ơi, anh kể đi, bọn em nghe với, bọn em không biết gì cả. Chuẩn bị kỹ tâm lý nha. Một thanh niên ấy, đang khỏe nhăn răng ra, bỗng nhiên một ngày đẹp giờ, có một nhóm đối tượng phi Exciter phóng dẹt qua, trích điện. Ôi gì sao? Bị trích thì có nhói có một cái thôi, làm gì mà phải nâng cao quan điểm lên là cái gì? Vụ án thảm khốc. Thế nhưng mà người ta bị trích điện vào đâu anh Hiếu? Thảm khốc nó nằm ở đấy. Tiền trừ cái bọn kia, nó trích điện vào đâu nó không trích. Nó trích đúng vào trung tâm sản xuất chống nòi nó mới điên như vậy. Ui, kinh thật đấy nhở? Dã man. Quá dã man. Thế bây giờ anh ta sao rồi anh Hiếu? Chị nghĩ chắc là đau đớn lắm, nhưng mà vẫn sống thôi. Con này nói nghe rất nhẹ nhàng. Gì thì gì, riêng cái nhà máy sản xuất giống nòi đó mà phá sản nhá, thì có mà sống còn bằng chết. Cái đấy ấy, giữ phải như giữ mạng. Động chạm vào một cái nhá, đi theo các cụ ngay. Hiếu ơi, thế nhưng mà cái anh mày nói ấy, là ai? Con cái nhà nào? Sao tao chưa bao giờ nghe thấy nhở? Thì cái con chó Phú Quốc mà hay chạy nhông nhông ở đầu làng mình ấy, bị trích điện vào chỗ đấy nha. Giờ lên mâm bảy món thơm phức rồi, có sống được nữa đâu. Ui giời ơi, thế mà mày nói cứ như người không bằng ấy. Mà anh Hiếu nói, tự nhiên em lại nhớ con chó ở xóm bên ạ. Sao chị? Chị kể đi. Thì nó cũng là một con chó đực, ông chủ cho đi tài sản. Thế chả biết bác sĩ làm kiểu gì ý. Chắc là cắt nhầm động mạch ý. Không cầm được máu là cũng bảy món luôn. Eo ơi ghê thế. Cũng may là con chó đấy. Nếu mà là người không biết ra sao nhỉ. Người khéo lũng. Ôi, nghe mấy cái chuyện chúng mày kể sợ thật đấy. Thôi tao vào trước đây. Không nghe chuyện Thiến nữa à? Cái sao đấy? Này, trông mặt thằng bé hoảng con nhà báo hốt nhỉ. Em nghĩ là anh Tuấn sợ, không dám đi Thái Lan để trở thành con gái nữa đâu. Đến bố bảo Tuấn cũng không dám đi nữa luôn. Bọn mình mà cả thêm một lúc nữa kêu Tuấn khóc luôn đấy chứ. Thôi, hay chúng mình về đi. Tuấn nghe chuyện xong á là sợ lắm rồi, không dám đi nữa đâu. Alo bố à?
À vâng, mai là bố mẹ đi thẳng từ nhà chú Năm ra sân bay luôn ạ. Vâng, thế con chuẩn bị xong hết đồ rồi, sáng mai con ra thẳng sân bay luôn nhá. Con chào bố ạ. Vâng, vâng. Thôi hỏng rồi, thế là anh Tuấn vẫn quyết định đi Thái mọi người. Bây giờ có cách nào không nhỉ? Này, bây giờ như này đi. Liệu được không anh Hiếu? Không được cũng phải được. Thế nhưng mà nhỡ con chó nó cắn anh thì sao? Yên tâm, không bao giờ bị cắn. Tao rất thân với con chó nhà nó. Thế cậu lựa lúc nào mà muộn muộn ý, cho Tuấn ngủ say đã. Chả thế sao? Đi. Thái Lan ơi, chờ chị nhá. Mấy ngày không tắm thì không biết. Bọn tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Bây giờ mày mà sang kia mày chuyển giới, nhỡ không may mày mất mạng thì bọn tao mất bạn. Không đi là không mất cái gì cả. Thôi, để sau này mày đôi đơn tí nữa, suy nghĩ nó chín chắn rồi, lúc đấy thích cắt cái gì thì cắt. Thế nha. Úi giời ơi, nhằng rồi. Ô, chú mẹ, bà Tuấn đi du lịch Thái Lan về rồi đấy. Ơ, thế nào đấy? Ơ, bà đi du lịch Thái Lan mà sao lại quay đầu về nước thế bạn? Anh Tuấn ơi, hay là anh đổi ý không đi nữa? Thì tốt mà. Anh Tuấn ơi, thế là anh quyết định không chuyển giới nữa ạ? À? Anh chuyển giới làm gì? Cái lúc người ta cắt này, đau lắm. Ui, nhìn mặt thằng này là biết rồi. Nó làm gì dám? Chuyển giới cái gì? Sao tao lại đi chuyển giới? Tao đang nẫu hết cả ruột đây. Ô, sao đấy? Có chuyện gì nó mà tao nghe xem nào? Thì miếng ăn đến miệng còn rơi, cuộc chơi hấp dẫn lại quên giấy tờ. Phí hoài bỏ đi chơi rồi. Anh Tuấn á, quên gì không quên lại quên hộ chiếu, làm sao mà đi được? Ờ, thế mày quên giấy tờ là quên cái gì? Thì hộ chiếu chứ còn gì nữa. Chẳng hiểu sao ấy, tao ra sân bay tao tìm mãi không thấy đâu cả. Thế là phí mất buổi đi chơi với gia đình, bên đấy còn bao nhiêu họ hàng của tao nữa. Ờ, thế hóa ra là anh đi chơi thật chứ không phải chuyện... Ôi giời, tao đã bảo là tao đi chơi, chuyển giới cái gì mà chuyển giới. Tao sợ đau lắm, mà làm mấy cái đấy rõ là đau. Mọi người ơi. Chết rồi, tại chúng mình hiểu lầm Tuấn mà làm Tuấn không được đi chơi nữa rồi. Chúng mình mất dạy thật đấy. Chúng mình quá đáng quá. Tất cả là tại anh Hiếu đấy, chưa gì đã... Đã cái gì? Tại cái thằng Tuấn nó cứ hành động mà ám ám này, nên tao mới... Mà cũng như tất cả là cũng chỉ vì lo cho nó quá thôi. Anh Tuấn ơi, làm sao mà khóc ấy? Bố mẹ tao đi Thái Lan hết rồi, giờ còn mỗi mình tao ở nhà thôi, buồn chết mất. Khổ thân Tuấn thật đấy, tâm hồn thì đã mong manh dễ vỡ rồi, bây giờ lại ở nhà một mình nữa, mà bắt chết. Tuấn ơi, hay bây giờ mày sang nhà tao đi, khi nào bố mẹ mày về thì mày về nhà. Đúng rồi đấy anh Tuấn ơi, anh sang nhà em nhá, anh chỉ việc ăn với ngủ ấy, còn lại anh Hiếu lo. Cái gì? Ui, coi như là chuộc lỗi với anh Tuấn đi. Đúng rồi, nó là khách mà. Này Tuấn, mày không đi du lịch Thái Lan được thì mày sang nhà tao du lịch. Đấy, đảm bảo vui hơn đi Thái Lan.
Ê, đi. Để sang tao phục vụ nhá. Đảm bảo vui hơn đi Thái Lan rất nhiều mà. Đây, chân của mày đây nhá. Cứ tự nhiên như ở nhà, được chưa? Cảm ơn mày nhá. Nào mày này, ngủ đừng ngáy to hay là nghiến răng gì nhá. Tao bị khó ngủ ấy. Tao mà nghe thế là tao không ngủ được đâu. Tao thức trắng đêm mẹ. Tao biết rồi. Yên tâm. Mày Hiếu ơi, phòng mày bé nhỉ? Bé thế này thì... Thế mà bảo khó ngủ lắm. Ai hiểu vậy? Giường chiếu nhà thằng này kiểu gì ấy nhỉ? Con này nói nghe rất nhẹ nhàng. Gì thì gì, riêng cái nhà máy sản xuất giống nòi đó mà phá sản nhá, thì có mà sống có bằng chết. Cái đấy ấy, giữ phải như giữ mạng. Động chạm vào một cái nhá, đi theo các cụ ngay. Mà anh Hiếu nói, tự nhiên em lại nhớ con chó ở xóm bên ạ. Sao chị kể đi. Thì nó cũng là một con chó đực. Ông chủ cho đi tiệt sán, thế chả biết bác sĩ làm kiểu gì ấy. Chắc là cắt nhầm động mạch ấy, không cầm được máu, là cũng bảy món luôn. Bà đi du lịch Thái Lan mà sao lại quay đầu về nước thế bạn? Anh Tuấn ơi, hay là anh đổi ý không đi nữa? Thì tốt mà. Anh Tuấn ơi, thế là anh quyết định không chuyển giới nữa à? Anh chuyển giới làm gì? Cái lúc người ta cắt này, đau lắm. Ôi, nhìn mặt thằng này là biết rồi. Nó làm gì dám. Mày được lắm. Mày tưởng là tao đi cắt, không phải đi chơi nên là mày không cho tao đi cái gì? Mày đợi đấy nhá. Nupakachi. Ồ, Tuấn rồi. Ui tôi chết rồi, chết. Sao đến giờ này rồi mà báo trước không kêu? Ui tôi chết rồi. Ba lô đâu? Ui. Ôi trời ơi, sự kiểm trương cái bọn kia nó không gọi mình ra đi học à? Tuấn Thảo ơi, ra đi học, Tuấn Thảo ơi! Ôi, hay mày quá, gặp mày đây rồi. Đừng ghi nhá, tao vào lớp luôn, nay có tiết kiểm tra. Từ từ, mày bảo cái gì á? Đừng ghi mày á, mày đi muộn quá nửa giờ truy bài. Thầy giám thị bảo là bây giờ mày đi về nhà cho nhớ nhá. Ừ này, có phải tại tao đâu, tại cái điện thoại đấy chứ, tao có cố tình ngủ quên đâu mà. Lý do không hợp lý, mời bạn về nhà ngủ tiếp nhé. Mà này, rõ ràng hôm qua mày ngủ cùng tao cơ mà, sao sáng dậy tao không thấy mày đâu, mày không gọi tao dậy đi học à? Sao á? Lên trên trời mà hỏi nhé. Có mơ có hột. À cái thằng này, được rồi, đã thế tao cho mày biết thế nào là lễ độ nha. Này, đã đi học muộn, có định hành hung sao đỏ? Tài lỗi. Rồi tao đùa. Đáng nhẽ ra là tao không định tuyệt tình thế đâu, nhưng mà tất cả là tại cái mặt mày ấy. Tao làm sao? Mày đừng tưởng tao không biết nhá. Mày chính là cái đứa mà lấy trộm rồi giấu cái quyển hộ chiếu của tao, khiến cho tao không đi chơi được đúng không? Đâu. Tao chỉ yểm. Tao thấy cái quyển hộ chiếu của tao ấy ở dưới gối ấy. Tao mà bọn tao cũng chỉ là vì lo cho mày thôi mà. Khỏi cần nhá, cảm ơn. Thôi được rồi, thế thôi tao vào lớp nhá. Ai? Vào là vào thế nào? Mày đứng im ở đây nhá. Để khi nào thầy giám thị tới, thầy giám thị dắt mày vào lớp nhá. Này! Sao? Tuấn! Ôi giời ơi! Biết thế thì kệ bố đâu không? Cho nó cắt gì thì cắt. Tự nhiên nhọc đầu nhọc óc mới giúp đó. Để bây giờ nó hành mình.